Kính chào quý vị khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình phát sóng mỗi ngày chia sẻ những thông tin mới, thiết thực, hữu ích liên quan đến các vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Và những vấn đề nông nghiệp đáng quan tâm của Lâm Đồng hay những mô hình sản xuất hữu ích nào sẽ được giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời bà con cùng đồng hành với chúng tôi trong 15 phút của chương trình ngay sau đây. Nhằm giúp bà con nông dân các địa phương chủ động phòng chống dịch bệnh, Lâm Đồng bắt đầu triển khai tiêm phòng đợt 1 2019. Đến năm 2020, Lâm Đồng mở rộng diện tích mắc-ca trồng sen từ 3.500 đến 4.000 hectare. Câu chuyện về cây mãng cầu Thái Lan bén rễ trên vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu. Lão nông miền Tây đổi đời nhờ loại rau trồng chơi ăn thật. Thưa quý vị và bà con, mở đầu nội dung của 365 ngày chuyển động hôm nay, như thường lệ sẽ tiếp tục một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trước tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, ngành nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hướng về cơ sở nhằm giúp cho bà con nông dân các địa phương chủ động phòng chống dịch bệnh. Theo đó, trong tháng 5 năm 2019, Chi cục Chăn nuôi Thú y Thủy sản Lâm Đồng đã cấp 38.750 liều vaccine lở mồm long móng, 73.100 liều vaccine tụ huyết trùng trâu bò, 151.450 liều vaccine ba bệnh trên heo và 141.000 liều vaccine cúm gia cầm cho Trung tâm Nông nghiệp các huyện, thành phố thực hiện tiêm phòng đợt 1 năm 2019. Song song đó, cấp 7.000 lít hóa chất để bà con nông dân khử trùng tiêu độc phòng chống dịch bệnh. Đến nay, các địa phương bắt đầu triển khai tiêm phòng đợt 1 năm 2019 cho đàn vật nuôi. Đã có gần 63.000 con gia súc, gia cầm đã được tiêm phòng các loại vaccine liên quan. Để hạn chế lãng phí nguồn nước trong canh tác nông nghiệp, tỉnh Lâm Đồng đã khuyến khích bà con nông dân các địa phương áp dụng nhiều giải pháp tưới tiết kiệm. Thống kê của ngành chức năng, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 45.000 hecta cây trồng các loại đang áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm. Trong đó chủ yếu là tưới phun mưa trên các loại rau, hoa, chè, cà phê v.v., tưới nhỏ giọt trên các loại rau, hoa, tưới thủy canh hồi lưu chủ yếu được áp dụng trong những hệ thống nhà kính công nghệ cao. Thông qua việc ứng dụng các giải pháp tưới tiết kiệm nói trên, bà con nông dân các địa phương không chỉ tiết kiệm từ 20 đến 50% lượng nước tưới trong sản xuất nông nghiệp thông thường mà còn giảm đáng kể chi phí nhân công. Khi áp dụng các giải pháp tưới tiết kiệm, bà con còn có thể giúp cây trồng ổn định năng suất, nâng cao chất lượng cung ứng cho thị trường. Tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2020, diện tích được ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm đạt 15% tổng diện tích canh tác toàn tỉnh. Xin được chuyển đến với một thông tin sản xuất đáng chú ý khác. Bắt đầu trồng thử nghiệm ở Lâm Đồng từ năm 2006, đến nay cây mắc-ca đã tỏ ra phù hợp với nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, với diện tích canh tác hiện nay là khoảng 3.500 hecta, chủ yếu được trồng sen để che bóng trong vườn cây công nghiệp. Hiện nhiều diện tích mắc-ca đã cho thu hoạch với năng suất thời kỳ kinh doanh ổn định đạt khoảng 30 tạ trên 1 hecta. Với mục tiêu phát triển cây mắc-ca ngày càng căn cơ, tỉnh Lâm Đồng đã có kế hoạch phát triển loại cây này. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng đang phấn đấu đến năm 2020 mở rộng diện tích mắc-ca trồng sen từ 3.500 đến 4.000 hecta, trong đó có khoảng 950 hecta cho thu hoạch, đạt sản lượng khoảng 1.700 tấn hạt mỗi năm. Những địa bàn trồng mắc-ca chủ lực ở Lâm Đồng là các huyện Đơn Dương, Đức Trọng và thành phố Bảo Lộc. Đây là những địa bàn trọng điểm để thu hút các doanh nghiệp đầu tư cơ sở sản xuất, cung ứng giống mắc-ca ghép đạt tiêu chuẩn chất lượng. Mắc-ca là loại cây trồng thụ phấn chéo, nên tỉnh Lâm Đồng đang khuyến khích các cơ sở cung ứng cây giống sử dụng giống mắc-ca H2 và 695 làm gốc ghép và 5 bộ giống làm chồi ghép. Song song đó, ban hành nhiều cơ chế khuyến khích nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mắc-ca trên địa bàn Lâm Đồng với công suất thiết kế từ 1.000 đến 3.000 tấn hạt một năm một đơn vị vào năm 2020. Liên tục chương trình, câu chuyện về cây mãng cầu Thái Lan bén rễ trên vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu. Lão nông miền Tây đổi đời nhờ loại rau trồng chơi ăn thật. Con số hôm nay, trong tháng 5 2019, xuất khẩu gạo khoảng 739.000 tấn. Đẩy mạnh chương trình OCOP giúp thêm lực cho kinh tế nông thôn Lâm Đồng. Xin được chuyển đến với những thông tin liên quan đến tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng chú ý của bà con nhiều địa phương trên cả nước. Thưa bà con, những năm gần đây, bằng nhiều giải pháp thiết thực, chất lượng hàng nông sản Việt Nam ngày càng được cải thiện, có thể cạnh tranh được với mặt hàng ngoại nhập. Mặc dù đã giảm bớt những hạn chế về mẫu mã sản phẩm, khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nhưng số lượng sản phẩm có thể cạnh tranh còn tương đối ít, số lượng thiếu ổn định. Đây là vấn đề mà ngành nông nghiệp nhiều địa phương quan tâm. Cùng với đó, phải tăng cường vai trò quản lý của chính quyền địa phương trong định hướng sản xuất cho người dân. Câu chuyện sau đây được ghi nhận tại Khánh Hòa cho chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Trái xoài được xuất khẩu chính ngạch sang Mỹ là cơ hội không thể tốt hơn để loại nông sản này nâng cao giá trị kinh tế. Thời điểm này, ngành nông nghiệp Khánh Hòa đang xây dựng, triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ trái xoài với tổng diện tích hơn 8.800 ha đủ điều kiện xuất khẩu, nhất là yếu tố về chất lượng nông sản. Bởi điều kiện đầu tiên phải có khu vực được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp mã số vùng trồng, áp dụng được quy trình sản xuất sạch. Để mà có thể xuất khẩu xoài qua Mỹ thì phải tuyên truyền rộng rãi những cái điều kiện để được xuất khẩu xoài qua Mỹ đến nông dân trồng xoài trong toàn tỉnh cũng như là các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu xoài qua Mỹ. Cái thứ hai đó là phải đẩy mạnh cái việc tập huấn cái quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho nông dân. Và tiếp nữa là phải hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, đó là đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ liều lượng và đúng cách. Nâng cao chất lượng nông sản là định hướng mà ngành nông nghiệp Khánh Hòa hướng đến những năm qua, chú trọng áp dụng quy trình việt gáp vào sản xuất. Đến nay, hơn 10 loại nông sản của Khánh Hòa đã được cấp chứng nhận việt gáp và thụ hưởng nhiều chính sách ưu đãi. Mặc dù vậy, cũng cần nhìn nhận, phần lớn các mô hình hiện nay chủ yếu mang tính thí điểm với diện tích tương ứng từ 5 đến 10% tổng diện tích thực tế, chứ chưa nhân rộng được. Do đó, ưu tiên của tỉnh trong thời gian tới là tiếp tục vận động nông dân, doanh nghiệp tham gia vào quy trình việt gáp. Trước hết thì các cái sản phẩm nông sản phải đạt được các cái chứng nhận, cái tiêu chuẩn mà thực hành nông nghiệp tốt, ví dụ như việt gáp hay là global gáp, tăng cường cái mối liên kết hợp tác giữa nông dân với nông dân, giữa nông dân với doanh nghiệp để hình thành phát triển các cái vùng sản xuất có quy mô lớn. Hiện tỉnh Khánh Hòa cũng đang có những bước triển khai để đẩy nhanh tiến độ chương trình mỗi xã một sản phẩm. Thông qua chương trình, địa phương có thể xác định được mặt hàng chủ lực của mình để phát triển. Nội dung tiếp theo của 365 ngày chuyển động hôm nay, chúng tôi xin mời bà con cùng đến với một ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về một loại cây trồng mới, đó là cây mãng cầu Thái Lan. Hiện nay, ngoài giống mãng cầu của Bà Rịa Vũng Tàu cũng như một số giống mãng cầu thông thường của Việt Nam, ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, có một nông dân đã nhân giống và trồng thành công cây mãng cầu Thái Lan. Ưu điểm của giống này là trái to, dai, ít hạt và cũng rất thơm ngon. Năm 2004, trong chuyến đi Thái Lan cùng bạn, ông Đặng Văn Phước ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ được tiếp cận với cây mãng cầu Thái. Nhìn trái mãng cầu Thái to gấp 2-3 lần mãng cầu Việt Nam, lại ít hạt, vị ngọt thơm, dai nên ông Phước đã mua giống cây này về trồng. Sau những thất bại ban đầu, nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Nghiên cứu Cây trồng Đông Nam Bộ, sau hơn 3 năm, gia đình ông Phước đã trồng thành công cây mãng cầu Thái Lan trên diện tích 7 sào đất của gia đình. Cây mãng cầu này là khó hơn mãng cầu của mình. Nên các chị biết bê mùa mưa đấy là cái mãng cầu ta của mình là ra đậu trái rất sai, tôi phải vặt vợ đi. Nhưng cái mãng cầu Thái là không có mấy, tại vì sao nó cũng áp dụng vào thời tiết, hai là khí hậu phải chăm sóc. Nhưng mùa này tôi không lấy trái nên là cho nó ra tự nhiên. Cũng ra tự nhiên nó cũng ít nhưng gia đình phải vặt đi để sau này lấy mùa Tết nó đã hại cây mà năng suất hơn. Mặc dù mãng cầu Thái Lan là loại cây khá khó trồng, chi phí đầu tư cũng khá cao, tuy nhiên hiệu quả kinh tế cây mang lại cao gấp 3 đến 4 lần so với cây mãng cầu ta. Tuổi thọ trung bình của loại cây này đạt từ 13 đến 15 năm. Hiện tại, ông Phước đã trồng thành công 700 gốc mãng cầu Thái và xử lý cho ra hoa trái vụ vào mùa Tết để bán được giá cao. Với 700 gốc mãng cầu Thái, bình quân một mùa Tết, ông Phước thu hoạch trên 3 tấn với giá từ 100 đến 120.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, ông Phước thu lãi trên 150 triệu đồng. Thưa bà con, tuy có nhiều lợi ích thực tế và có triển vọng phát triển, nhưng đa phần nông dân chỉ trồng sen quế đất trong các diện tích nhỏ. Nắm bắt được điều này, một lão nông tại thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn cải tạo chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng quế đất. Ngoài ra, ông còn có nhiều sáng tạo trong quá trình canh tác, nhờ đó cuộc sống kinh tế gia đình dần vươn lên ổn định. Trước đây, ông Phạm Văn Yên, ngụ khu vực Phú Xuân, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, chỉ chuyên trồng cây ăn trái có múi, nhưng gặp nhiều rủi ro về cả năng suất lẫn thị trường bấp bênh, nên cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Nhưng cách đây 6 năm, tình cờ ông thấy được hiệu quả từ cây quế đất, nên từ đó ông đã mạnh dạn cho cải tạo và chuyển đổi hơn 1.000m² diện tích vườn sang trồng hẳn loại rau dại này. Thấy người ta trồng có mình xin diện nấm để mình trồng ăn, rồi mình ăn thử, mình ăn thấy quá ngon rồi, cái từ từ mình gầy ra rồi mình kiếm mối đầu tư bán. Theo ông Yên, quế đất là loại cây ưa bóng mát. Nếu trồng dưới nước, rau sẽ phát triển rất nhanh, lại ít tốn chi phí và công chăm sóc. Sau mỗi đợt thu hoạch chỉ cần bón phân, tỉa bỏ độ dày, cho nước vào là rau lại phát triển nhanh và cho lá non mượt. Hiện tại với 4 mương rau có diện tích trên 1.000m², chỉ sau hơn 2 tháng rưỡi chăm sóc là ông Yên có thể thu hoạch xoay vòng liên tục. Với giá bán ổn định 10.000 đồng một ký, cứ thế trong suốt 6 năm qua, vườn rau quế đất của ông Phạm Văn Yên luôn là địa chỉ cung cấp từ 35 đến 40 ký rau mỗi ngày.
Chỉ hơn 6 năm gắn bó với loại rau này, giờ đây gia đình ông Yên đã thoát khỏi cảnh nghèo đói. Thành quả hiện tại có thể nói nhờ vào việc nắm bắt được nhu cầu thị trường, kịp thời cùng mạnh dạn trong sản xuất mà ông Yên đã biến một loại rau tưởng chừng như trồng chơi lại trở thành nguồn thu nhập chính cho gia đình. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. Trong tháng 5 năm 2019, xuất khẩu gạo khoảng 739.000 tấn. Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 5 năm 2019, các doanh nghiệp nước ta xuất khẩu gạo khoảng 739.000 tấn, giá trị 314 triệu đô la Mỹ, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm 2019 lên hơn 2,8 triệu tấn, giá trị hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 4% về khối lượng và giảm 20% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Các doanh nghiệp nhận định thị trường xuất khẩu gạo trên thế giới gần đây diễn biến giảm. Giá gạo 5% của Thái Lan dao động khoảng 385 đến 400 đô la một tấn, trong khi gạo 5% của Ấn Độ là 365 đô la Mỹ một tấn, của Việt Nam khoảng 350 đô la Mỹ mỗi tấn. Các doanh nghiệp dự báo thị trường gạo tiếp tục trầm lắng do nhu cầu ở châu Á suy giảm. Trong khi đó, giá lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long dự báo là khó tăng bởi tới đây vùng này thu hoạch rộ lúa hè thu. Nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thưa bà con, để hỗ trợ các địa phương thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều giải pháp hướng về cơ sở. Một trong số đó là việc khởi động chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018-2020. Trong xây dựng nông thôn mới hiện nay, việc thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất đóng vai trò hết sức quan trọng. Bởi có tổ chức sản xuất khoa học mang lại thu nhập khả quan, thì người dân mới có điều kiện đóng góp công sức, tiền của và trí tuệ để cùng nhà nước xây dựng nông thôn mới hiệu quả dài lâu. Chính tầm quan trọng đó mà khi khởi động chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, tỉnh Lâm Đồng đã đặt ra mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Theo đó, những sản phẩm có nguồn gốc từ địa phương, những sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, nguồn gốc gen, tri thức và công nghệ ở Lâm Đồng được ưu tiên hỗ trợ. Mình cảm thấy rằng cái chương trình này quảng bá nó ở một cái đẳng cấp cao hơn và được nhiều người biết đến hơn. Sau khi tham gia thì có nhiều người đến và người ta quan tâm tới sản phẩm này nhiều hơn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có hàng chục sản phẩm đăng ký tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Trong đó có những sản phẩm đã được người tiêu dùng biết đến như quả măng cụt, sản phẩm lụa tơ tằm ở thành phố Bảo Lộc. Huyện Đức Trọng có sản phẩm từ quả phúc bồn tử, rau củ quả sấy theo công nghệ sấy thăng hoa. Huyện Đạ Oai và huyện Đạ Tẻ có sản phẩm từ quả sầu riêng, quả điều, v.v. Thành phố Đà Lạt có trà, cao artiso, hồng sấy gió theo công nghệ Nhật Bản, hồng sấy dẻo, v.v. Tùy vào đặc thù của từng sản phẩm, các đơn vị đã tập trung triển khai các giải pháp tận dụng có hiệu quả những hỗ trợ từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm này. Chương trình OCOP là một chương trình rất thiết thực và nó mang lại cái giá trị cho người, bà con nông dân cũng như doanh nghiệp về việc đó là nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tạo ra cái sự liên kết giữa các cái sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của bà con nông dân đến với doanh nghiệp và đối với người đến tay của người tiêu dùng. Và ngoài ra cái chương trình OCOP này nó còn có ý nghĩa rất đặc biệt trong việc tạo ra cái thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cho bà con nông dân rất là tốt. Giai đoạn 2018-2020, tỉnh Lâm Đồng dành trên 13 tỷ đồng để thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, trong đó vốn ngân sách hỗ trợ 7,9 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của các đơn vị tham gia chương trình. Cái chương trình này, cái ý nghĩa của nó là nó sẽ đầu tư cho từ cái hộ sản xuất kinh doanh, các hợp tác xã, tổ hợp tác trang trại và kể cả là cái doanh nghiệp để mà phát triển các cái sản phẩm trong thời gian tới. Góc độ của Trung ương có yêu cầu hết giai đoạn 2020 thì đối với tỉnh chúng ta là phải phát triển 50 sản phẩm, cố gắng là phải đạt ít nhất là 5 sản phẩm đạt cấp quốc gia. Các cái nội dung hỗ trợ đều giao về cho Ủy ban Nhân dân các địa phương để thực hiện. Cấp tỉnh thì tập trung vào cái công tác tuyên truyền, xúc tiến thương mại, cũng như là quảng bá các cái sản phẩm tùy thuộc vào cái độ đơn giản hay phức tạp hoặc là cái điều kiện sẵn có của cái sản phẩm. Theo như quy định đó, thì là một sản phẩm như thế đó, nhà nước sẽ hỗ trợ 50% và tối đa là khoảng 200 triệu đồng trên một sản phẩm. Với sự hợp sức của nhiều bên liên quan, chương trình Mỗi xã một sản phẩm chính là sự tiếp sức cần thiết để công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu. Đây là một trong những yếu tố cần có để xây dựng một nền nông nghiệp tiên tiến, hiện đại, đáp ứng được nhiều yêu cầu khắt khe của thị trường.
Thưa bà con, nội dung đáng chú ý vừa rồi của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltva@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02633 829930. Kim Quý và Thiên Phước xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con trong chương trình ngày mai.